Xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ. Nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người. Cửu vĩ thiên miêu cười khẩy, cùng tử thiên Long Hoàng và lục dực tử phụng nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn đám sĩ binh đang vây lại, sắc mặt lạnh lùng, rồi bước thẳng về phía cổng thành mấy người cửu vĩ thiên miêu khựng người nhưng rồi họ nhìn thấy đám sĩ bên kia tất cả đều đứng yên tại chỗ thần sắc đờ đẫn không để tâm đến long kình thiên ba người kinh ngạc đến khi long kình thiên đi rất xa rồi mới sực tỉnh vội vàng đuổi theo lão đại chúng làm sao vậy cửu vĩ thiên miêu không kìm được hỏi long kình thiên hàm tiếu ta tạm thời khiến thần trí của chúng ngưng trệ thôi tạm thời ngưng trệ Ba người cử vĩ thiên miêu nhìn nhau, vừa rồi họ không thấy long kình thiên hành động gì cả. Thế là bốn người đi vào thành trì của mang hoang đại lục, nhưng sau khi vào họ không đến tử lầu mà đến nơi thương hội giao dịch. Ở ma thần chiến trường, long kình thiên đã thu thập được không ít tài liệu, hắn muốn luyện chế lại bích huyết kiếm, nhưng vẫn còn thiếu một vài thứ nữa. Họ hỏi đường, không lâu sau thì đến nơi giao dịch lớn nhất của các thương hội trong thành. Vượng tài thương hội đứng trước cửa lớn cửu vĩ thiên miêu nhìn lên tên trên cửa rồi cười tên của thương hội này thú vị thật vượng tài tử thiên long hoàng và lục dực tử phụng cũng cười cái tên cũng thật quê quá chúng ta vào đi long kình thiên cười nói mấy người vào đại sảnh thương hội đại sảnh rất lớn rất náo nhiệt có rất nhiều người giao dịch ở đây gần ma thần chiến trường có không ít người đến ma thần chiến trường săn bắt tử vong yêu thú lấy yêu hạch đến đây bán. Có người đến mua linh dược, thanh thiết, khoáng thạch, vân vân. Mấy người Long Kình Thiên tiến lại nơi giao dịch tài liệu, đột nhiên có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả đại sảnh nhất thời hỗn loạn. Họ nhìn về phía phát ra tiếng. Chỉ thấy mười mấy người có thể là quản sự và hộ vệ của thương hội vượng tài đang đánh một nhóm người túi bụi. Nhóm người này có vài người ăn mặc như thương nhân, còn lại là hộ vệ nhưng mười mấy hộ vệ thương hội vượng tài đánh như vậy nhưng mấy chục hộ vệ kia không dám đánh trả từ phục sức của người bị đánh có lẽ họ là thương đội đến từ thiên lam đại lục hoặc loạn hải mẹ kiếp cho thể diện mà không muốn giữa quản sự thương hội vượng tài cười khẩy đánh cho ta đánh mạnh vào lũ tiện chủng thấp hèn của thiên lam đại lục đánh cho tàn phế đi không chết là được rõ Quản sự. Đám hộ vệ càng đánh mạnh hơn. Mấy thương nhân và hộ vệ kêu lên thảm thiết liên hồi. "Hướng quản sự, trước đây rõ ràng gia tộc bọn ta và các ngươi đã giao kèo rồi. Đợt thiên cơ thảo này chuyển qua đây là 200 vạn kim tệ." Một thương nhân kêu lên. "200 vạn?" Quản sự thương hội Vượng Tại cười khẩy. "Sao ta lại nhớ là 20 vạn nhỉ?" "Đám chó Thiên Lam Đại Lục các ngươi" rõ ràng là 20 vạn mà già mồm cải 200 vạn. Nói đến đây hắn ném một cái không gian giới chỉ vào mặt thương nhân kia. Đây là 20 vạn kim tệ. Cầm lấy rồi ngoan ngoãn cút đi. Còn ở đây gây loạn nữa thì ta giết hết. Lúc này đám hộ vệ thương hội không đánh nữa. Mấy người Long Kình Thiên cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Mấy thương nhân Thiên Lam Đại Lục phụng mệnh gia tộc chuyển thiên cơ thảo đến bán cho vượng tài, vốn đã nói giá là 200 vạn nhưng giờ thương hội vượng tài lại lật lọng, chỉ trả 20 vạn. Thương nhân thiên lam đại lục tranh luận thì bị thương hội vượng tài đánh tàn độc. Lúc này thương nhân kia nhặt không gian giới chỉ lên, kêu khóc. Hướng quản sự, 20 vạn kim tệ. Đây là 1.000 cây thiên cơ thảo đấy. Sao có thể là 20 vạn kim tệ được? Một cây thiên cơ thảo, ở mang hoang đại lục giá thường là hơn 3.000 kim tệ một nghìn cây là hơn ba nghìn vạn kim tệ rồi. Mà thương nhân thiên lam đại lục vận chuyển đến đây bán thì thường là hai nghìn kim tệ một cây. Một nghìn cây thì là hai trăm vạn. Nhưng hướng quản sự vừa nghe thế thì sắc mặt tối lại, quát. Lũ ti tiện thiên lam đại lục các ngươi dám tranh cãi ở đây hả? Nếu vậy, các ngươi, giết hết chúng đi. Nói đến đây, hướng quản sự cười khẩy. Như vậy thì chúng ta tiết kiệm được hai mươi vạn rồi rõ hướng quản sự mười mấy hộ vệ đáp rồi tiến lại chỗ mấy người kia thương nhân thiên lam đại lục và hộ vệ đều kinh hãi không ngờ đối phương lại dám giết họ thật các các ngươi dám không coi quy định của thiên lam đại lục ra gì thương nhân thiên lam đại lục vừa thụt lùi vừa run rẩy nói mang hoang đại lục và thiên lam đại lục đã quy định không được giết những thương nhân đến giao dịch các ngươi giết bọn ta cũng sẽ bị mang hoang đế quốc trị tội. Quản sự thương hội vượng tài cười lớn. Bị mang hoang đế quốc trị tội. Rồi hắn châm biếm. Mang hoang đế quốc bọn ta sớm muộn cũng sẽ cho quân tấn công thiên lam đại lục. Đến lúc đó thống nhất thiên mang vị diện, tất cả người của thiên lam đại lục các ngươi sẽ là nô tài của bọn ta, cẩu nô tài, hiểu không? Các ngươi nói xem, Mang hoàng đế quốc sẽ vì đám nô tài thấp kém các ngươi mà trị tội ta không? Cái gì? Người của Thiên Lam Đại Lục sắc mặt đại biến. Mười mấy hộ vệ thương hội vượng tài cười khẩy, tiến đến trước mặt mấy người Thiên Lam Đại Lục, một tên trong đó tay cầm kiếm vung lên. Đúng lúc đó đột nhiên hắn cảm thấy tay mình cứng đờ lại. Hắn giật mình, nhìn thì thấy một người thanh niên tóc đen cùng ba người khác tiến lại. Rồi hắn ta bay ngược ra sau tất cả cùng sừng sờ. Một lát sau, hướng quản sự sực tỉnh, nhìn mấy người Long Kình Thiên cười khẩy. Thì ra là bọn tiện chủng Thiên Lam Đại Lục thích chỏ mũi vào chuyện của người khác. Nhưng hắn vừa nói xong thì một bóng người lướt tới, cử vĩ thiên miêu hai tay bóp cổ hắn nhấc lên, cười lạnh. Ngươi nói gì, nói lại xem. Hướng quản sự cổ kêu răng rắc, sắc mặt tím tái, hai mặt đầy sự sợ hãi vốn dĩ long kình thiên không định nhúng tay vào những việc này nhưng hướng quản sự cứ mở mồm là tiện chủng thiên lam đại lục với cẩu nô tài thiên lam đại lục phản rồi phản rồi lũ cẩu thiên lam đại lục các ngươi dám đã thương người của mang hoang đại lục lúc này một trung niên nam tử trưởng lão của thương hội vượng tài xuất hiện nhìn thấy thế chỉ tay kêu giận dữ quát lên các ngươi toàn là lũ vô dụng còn ngay ra đó làm gì trưởng lão thương hội vượng tài quát lên với đám hộ vệ đang sững người giết chúng đi không bắt chúng lại đưa chúng đến thành chủ hình lao ta phải cho chúng biết mùi vị khi bị vạn trùng cắn xé lúc này đám hộ vệ thương hội vượng tài mới sực tỉnh cùng hét lên lao về phía bọn long kình thiên đám hộ vệ này thực lực không tồi đều là hoàng cấp trở lên trong đó có hai tên còn là tông cấp hoàng cấp nếu ở thành nhỏ thì cũng là cao thủ tọa trấn một phương rồi, có thể thấy thế lực thương hội vượng tài không tồi. Mười mấy cường giả hoàng cấp lao tới tấn công, nháy mặt trưởng kình hình thành một luồng kình phong mạnh mẽm khí lưu gào thét trong đại sảnh. Mọi người ở xung quanh kinh hải lùi ra sao? Cửu vĩ thiên miêu thấy thế cười khẩy, một trưởng đánh lên ngực hướng trưởng quản, một đạo kim quang bắn xuyên qua ngực khiến hắn bay đi. Rồi cửu vĩ thiên miêu một trưởng đánh về phía đám hộ vệ thương hội vượng tài kình phong từ trưởng lực của chúng lập tức vỡ tan, mười mấy người ngã ra như lá rụng. Tiếng kêu thảm vang vọng trong đại sảnh một lúc lâu. Mười mấy hộ vệ đều bay đập vào bức vách cách đó khá xa của đại sảnh rồi rơi xuống. Tất cả mọi người đều sững sờ. Mấy thương nhân và những người hộ vệ của Thiên Lam Đại Lục càng sững sờ, rồi mặt họ xám quét lại, hai chân run rẩy, vì họ nhận ra, hướng quản sự và mười mấy hộ vệ kia đã chết rồi giết công dân mang hoang đế quốc trong thành trên mang hoang đại lục là tội chết. Hơn nữa, còn chết vô cùng thê thảm. Các ngươi, các ngươi dám giết quản sự. Hộ vệ của thương hội. Các ngươi dám giết quản sự, hộ vệ thương hội bọn ta. Một lúc sau, trưởng lão thương hội vượng tại mới sực tỉnh, vừa kinh hãi vừa giận dữ chỉ cửu vĩ thiên miêu, vẻ mặt không thể tin nổi kêu lên. Đây là việc rất lâu rồi chưa từng xảy ra hơn nửa người đến đây giao dịch có ai là không biết thế lực của thương hội vượng tài ở nguyệt thành này ở đây đệ nhất thế lực là thành chủ phủ thứ hai chính là thương hội vượng tài trưởng lão thương hội vượng tài tuy kinh ngạc với thực lực của cửu vĩ thiên miêu nhưng phẫn nộ nhiều hơn hắn gầm lên đánh chung cảnh báo mau đánh chung cảnh báo cho ta gọi tất cả cường giả của thương hội đến đây một quản sự phía sau cung kính đáp lời rồi vội vàng rời đi. "Lão đại." Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, ý muốn hỏi có cần ngăn cản không. "Không cần." Long Kình Thiên bình thản. Một lát sau, tiếng chuông cảnh báo gấp gáp vang lên, lúc này, những người vốn đang giao dịch trong đại sảnh đã trở nên hỗn loạn, trốn chạy hết ra cửa lớn. Thậm chí những người vừa được Long Kình Thiên cứu cũng chạy theo dòng người hoảng loạn. Long Kình Thiên thấy thế cũng không ngăn cản hay nói gì. Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người Long Kình Thiên, rồi những tiếng bước chân dồn dập từ khắp bốn phía đổ về. Trưởng lão thương hội vượng tài nhìn mấy người Long Kình Thiên, cười khẩy. Các ngươi chạy đi, sao không chạy? Hề hề, ta xem các ngươi chạy thế nào. Tiểu tử, chắc ngươi không biết mấy chục năm trước có một vị thánh cấp lão tổ rất tự hào về thực lực bản thân, đến gây rối ở thương hội bọn ta nhưng cuối cùng bị hội trưởng giết chết hơn nửa thi thể còn treo trên cổng thành cho thối rửa long kình thiên không nói gì lúc này tất cả hộ vệ quản sự của thương hội vượng tài đã đến vây kính quanh đại sảnh không còn một khe hở nào tấn trưởng lão chuyện gì vậy một vị trưởng lão khác đến nơi hỏi trưởng lão kia phong trưởng lão mấy tên tiện chủng thiên lam đại lục này vô cớ sinh sự dám giết quản sự và hộ ệ của chúng ta. Tấn trưởng lão nói, gương mặt lạnh bằng nhìn mấy người Long Kình Thiên. Thật ra hắn biết tại sao bọn Long Kình Thiên lại ra tay, nhưng qua lời hắn lại thành ra vô cớ gây sự. Có điều, vừa nói xong thì hàng quan lóe lên trong mắt Long Kình Thiên, biến thành một đạo kiếm khí bay vút trong không gian, lướt qua cổ tấn trưởng lão. Hắn ta ôm cổ, không tin nổi nhìn máu trong tay mình, rồi ngã vật ra sàn thực lực Long Kình Thiên đang không ngừng được nâng cao, hắn có thể thi triển được nhiều đại thần thông hơn. Vừa rồi là một môn đại thần thông có tên Linh Kiếm Thuật. Linh Kiếm Thuật dùng linh hồn lực ngưng tụ không gian linh khí, người khác rất khó đề phong. Thực lực tấn trưởng lão tuy không tồi nhưng cũng chỉ là tôn cấp sơ kỳ, sao có thể chống đỡ được Linh Kiếm Thuật của Long Kình Thiên. Tấn trưởng lão, tấn trưởng lão. Phong trưởng lão thấy tấn trưởng lão đột nhiên ngã xuống, máu tươi bắn tóe ra từ cổ, không khỏi kinh hoàng. Quản sự, hộ vệ ở xung quanh cũng đều kinh hãi. Các ngươi, đáng chết, bọn cẩu tạp chủng thiên lam đại lục các ngươi, dám giết trưởng lão thương hội bọn ta. Phong trưởng lão quay lại. Vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, gầm lên. Bắt chúng lại, ả đàn bà kia thì lột sạch trói lên cột trong đại sảnh cho những ai tới giao dịch thưởng thức. Ả à mà phong trưởng lão nói đương nhiên là lục dực tử phụng nàng giận đến đỏ mặt, lột sạch trói lên cột cho mọi người thưởng thức. Một luồng sát ý vô biên như từ địa ngục bùng phát từ lục dực tử phụng. Các ngươi, chết! Lục dực tử phụng trừng mắt lên, một chưởng dơ lên, một trảo tung ra, vô số trảo ấn lướt qua. Phong trưởng lão còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy nơi ngực nhói lên một cái. Cúi xuống thì thấy ngực mình xuất hiện dấu vết của trảo ấn, rồi một luồng sức mạnh cuồng bạo từ nơi đó ồ ạt chảy vào người hắn. Bùng! Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy toàn thân phong trưởng lão nổ tung, đến xương cốt cũng không còn. Quản sự, hộ vệ ở xung quanh đó cũng nổ tung, nhát mắt thương hội vượng tài đã có hơn 30 người chết trong tay lục dực tử phụng. Lục dực tử phụng là thần cấp cường giả, đám trưởng lão, quản sự, hộ vệ này sao có thể tránh được mục đích của nàng. Xung quanh đại sảnh, người của thương hội vượng tài kêu lên kinh hải, chân bước về sau, vẻ mặt kinh hoàng nhìn lục dực tử phụng và mấy người long kình thiên. Lão đại, chúng thì sao? Cửu vĩ thiên miêu hỏi. Giết hết đi. Long kình thiên lạnh lùng nói. Long kình thiên vừa mở lời thì lục dực tử phụng lập tức bay lên, hai tay ấn xuống phía dưới. Đám người thương hội vượng tài kinh hải khi nhận thấy không gian quanh chúng đã đông cứng, không thể động đậy được gì trong đầu chúng lóe lên một khả năng thánh vực không gian thần cấp cường giả ả à ta là thần cấp cường giả chỉ có thần cấp cường giả mới khống chế được không gian lực nhưng vừa nghĩ vậy thì thân thể đột nhiên bốc khói trắng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt đây là hỏa diệm gì vậy trong người ta có lửa ta sắp chết rồi ta không muốn chết đám người của thương hội vượng tài kinh hoàng kêu lên không ngừng tuy chúng bị không gian lực của lục dực tử phụng cấm cố nhưng vẫn nói được. Chúng kêu thảm thiết, muốn giải dụa nhưng không thể. Hỏa diệm thiêu đốt từ bên trong cơ thể chúng, sự đau đớn này đi từ trong ra ngoài, thậm chí ngay linh hồn của chúng cũng cảm thấy đau. Những tiếng kêu thảm thiết đó hội tụ lại khiến người ta dựng tóc gáy. Cửu vĩ thiên miêu vốn định ra tay nhưng không ngờ lục dực tử phụng lại nhanh như vậy. Nhìn mấy trăm người thương hội vượng tài biến thành ngọn đuốc sống hắn không kìm được lắc đầu cười. Chúng thật xui xẻo, nếu là hắn ra tay thì sẽ không đau đớn như vậy. Rất nhanh toàn bộ đám người đó biến thành đống cho tàn. Mọi tiếng kêu gào đều biến mất. Long Kình Thiên nhìn đống cho trên mặt đất, tiến lại chỗ giao dịch nguyên liệu, hai tay đánh bay cánh cửa lớn, chỉ thấy bên trong là vô số khoáng thạch, tinh thiết, linh thạch, còn có cả các loại linh dược. Viêm hải khoáng thạch, thình cốt một. Long Kình Thiên quét mắt nhìn, trong đống nguyên liệu này hắn nhìn thấy những mảnh hắc khoáng thạch có ánh sáng đỏ nhạt và những mảnh gỗ xanh có hình dạng giống xương cốt. Long Kình Thiên muốn luyện chế lại bích huyết kiếm, trong mấy loại nguyên liệu thiếu có thứ hắc khoáng thạch có ánh sáng đỏ kia, viêm hải khoáng thạch, còn cả thần cốt một có hình dạng giống xương kia nữa. Long Kình Thiên thu hết đống viêm hải khoáng thạch và thần cốt một vào trấn thiên tháp. Hửng, hắc xà linh quả rồi Long Kình Thiên phát hiện trong đống linh quả các loại có một quả nhìn giống hắc xà. Hắc xà linh quả cũng là loại hiếm có, nhìn bên ngoài không nhận ra được nó quý giá, nhưng Long Kình Thiên biết bên trong hắc xà linh quả có một viên thủy tinh quả hạch, là thứ rất tốt cho tu luyện và luyện đan. Ít nhất là tốt đối với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên lại cất nó vào trấn thiên tháp. Rồi hắn lại phát hiện được không ít đồ tốt, lại thu vào trấn thiên tháp. Chúng ta đi thôi sau một lúc long kình thiên đưa mấy người cửu vĩ thiên miêu ra khỏi cửa lớn thương hội nhưng ngay lúc ấy đột nhiên có một đạo chưởng lực mạnh mẽ phá không đánh tới giết người của thương hội bọn ta rồi muốn bỏ đi sao ở lại hết cho ta một tiếng quát giận giữ truyền tới từ trong hư không cửu vĩ thiên miêu cười khẩy lật tay đánh ra một chưởng về phía chưởng lực của đối phương quỳnh tiếng nổ lớn vang lên rồi hư không rơi ra một người trung niên người này cao lớn dị thường, cơ thịt trắng chắc, lông mày thô rậm. Hắn rơi ra từ hư không, bị đánh bay lùi sau mấy trăm mét, kinh ngạc nhìn cửu vĩ thiên miêu. Cửu cấp yêu thú. Cửu cấp, tức thánh cấp yêu thú. Cửu vĩ thiên miêu là thánh cấp cường giả đương nhiên khiến hắn kinh ngạc, nhưng thánh cấp yêu thú càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Khí kình mạnh mẽ khiến những tòa nhà xung quanh sụp đổ. Lúc này mấy người Long Kình Thiên dừng bước, quay lại nhìn thì ra là cửu cấp yêu thú. Người kia sau khi kinh ngạc thì cười khẩy. Thánh cấp yêu thú, hề hề. Yêu hạch của thánh cấp yêu thú là thứ tốt, một viên yêu thạch đủ để đền bù tổn thất lần này của thương hội. Cửu vĩ thiên miêu lạnh lùng. Một thánh cấp trung giới nhỏ bé cũng dám đánh rắm lớn tiếng vậy. Đánh rắm lớn tiếng. Người trung niên kia khựng người, nội ý lóe qua. Ha ha, tiểu điềm điềm, không ngờ ngươi cũng có ngày bị kẻ khác chửi. Lúc này một tiếng cười lớn vang lên, rồi một lão đầu vừa gầy vừa lùng hiện ra trước mặt mọi người. Tiểu Điềm Điềm Mấy người Long Kình Thiên nhìn người trung niên thân hình to lớn như hổ báo kia, rõ ràng Tiểu Điềm Điềm mà lão đầu kia nói là hắn. Sắc mặt cửu vĩ thiên miêu có phần quái dị. Tráng lão đầu, ngươi ít nói kháy ta thôi. Người trung niên kia quát. Có giỏi thì ngươi bắt chúng đi lão đầu kia cười nhìn bọn long kình thiên hai mắt màu xanh u tối một đạo ánh sáng khó nhìn thấy bằng mắt thường bao phủ về phía bọn long kình thiên lúc này tử thiên long hoàng hừ một tiếng lão đầu kia lập tức như bị trúng trọng kích hự một tiếng thân hình chao đảo sắc mặt trắng bệch kinh hãi nhìn tử thiên long hoàng lão đầu này cũng là thánh cấp trung giới thực lực thánh cấp ngũ trùng vừa rồi hắn ngầm thi triển môn mê ảo chi thuật dù là thánh cấp thất trùng cường giả nếu không cẩn thận thì tâm thần cũng bị mê ảo. Nhưng tử thiên long hoàng không chỉ một tiếng hừ là phá vỡ được mê ảo chi thuật của hắn mà còn khiến hắn bị thương. Ngươi, người là thần cấp cường giả. Lão đầu run rẩy nhìn tử thiên long hoàng, ánh mắt không che giấu nổi sự chấn kinh. Lão đầu sắc mặt đại biến, vừa rồi trong mắt hắn người thanh niên vừa đỡ trưởng lực của hắn, cửu vĩ thiên miêu, có lẽ thực lực mạnh nhất trong bọn long kình thiên, nhưng giờ thần thần cấp cường giả hắn hít vào một hơi khí lạnh lúc này lại có hai tiếng xé gió nữa khí tức mạnh mẽ xem ra là cường giả thương hội vượng tài tới hơn nữa đều là thánh cấp thương hội vượng tài có thể xuất động bốn thánh cấp cường giả xem ra cũng là thương hội xếp hàng đầu trên mang hoang đại lục tiểu điềm điềm tráng lão đầu chuyện gì vậy các ngươi ngẩn ra đó làm gì hội chủ bảo các ngươi đến mắt người người đâu bọn này to gan dám giết hại trưởng lão quản sự của thương hội chúng ta đúng là không muốn sống nữa mọi người còn chưa thấy người đâu thì tiếng nói đã vang lên người trung niên và lão đầu nghe vậy tráng toát mồ hôi lạnh bắt người hai người thận trọng nhìn tử thiên long hoàng thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt dường như không động nộ lúc này hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh Hai kẻ đó đến rõ ràng không chú ý tới người trung niên và lão đầu kia, đầu ngẩng rất cao nhìn mấy người Long Kình Thiên. Một lão đầu mặt tử bào cười khẩy nói: "Giết trưởng lão, quản sự và rất nhiều hộ vệ của thương hội Vượng Tài. Hề hề, rất nhiều năm rồi không có ai làm việc này. Nói đi, các ngươi muốn chết thế nào?" Một lão đầu khác mặt lục bào nói: "Không vội giết chúng, hội chủ nói rồi, bắt sống được thì bắt sống." cho chúng chết như vậy thì dễ dàng quá. Cũng được, hôm nay ta sẽ thử uy lực của đoạn hồn chỉ mấy chục năm nay ta mới tu luyện thành công trên người các ngươi. Tử Bào lão đầu gật gù, nói rồi chân khí toàn thân vận chuyển, bàn tay bỗng chốc đen xì lại, trung niên nam tử và lão đầu kia thấy thế sắc mặt biến đổi. Tráng háng trung niên và lão đầu kia định lên tiếng nhắc nhở thì Tử Bào lão đầu đã tấn công bọn Long Kình Thiên, chỉ thấy không gian xung quanh tối lại như rơi vào hố sâu hơn nữa trong bóng tối ngưng tụ vô số ma quái đen sì tiếng kêu quái dị của chúng khiến ai cũng phải dựng tóc gáy không gian rung chuyển đường xá nhà cửa đều sụp đổ tử bào lão đầu nhìn uy lực của đoạn hồn chỉ không khỏi đắc ý và hài lòng không được đúng lúc hắn ta đắc ý thì trung niên tráng hán và lão đầu kia cùng kêu lên hai tay đưa ra như muốn ngăn đoạn hồn chỉ của tử bào lão đầu lại nhưng công kích đã ra hai người đã chậm một bước không thể ngăn cản nổi. Tử bào lão đầu thấy hai người kia cuốn cùng như vậy thì hơi khựng lại rồi cười. Các ngươi yên tâm, ta ra tay biết chừng mực, không giết chúng đâu, cùng lắm chỉ khiến chúng chịu khổ chút thôi. Nói rồi hắn quay sang nhìn mấy người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cười khẩy nhìn công kích đoạn hồn chỉ của tử bào lão đầu. Nhưng hắn định ra tay thì thân thể lục giật tử phụng xuất hiện một vòng xoáy, hút mạnh một cái chỉ thấy toàn bộ bóng hắc ám tạo ra từ đoạn hồn chỉ đều bị lục dực tử phụng hút vào cơ thể. Biến mất sạch sẽ. Chỉ kình biến mất không còn tông tích, gió yên bể lặng. Dường như khí lưu xung quanh cũng dừng lại. Nếu không kể những tòa nhà sụp đổ do chỉ kình gây ra thì dường như tử bào lão đầu chưa từng ra tay vậy. Trung niên tráng hán và lão đầu kia khựng người, tử bào và lục bào lão đầu sững sờ. Bốn người cùng hít một hơi khí lạnh, trong mắt không che giấu nổi sự chấn kinh. Tử bào và lục bào lão đầu lắp bắp nói. Thần, thần cấp cường giả. Nhưng vừa nói xong thì nghe thấy giọng nói run rẩy của tráng hán và lão đầu kia. Lại một thần cấp. Hai lão đầu nghe thế thì thân thể run rẩy, Chao đảo suýt nữa rơi xuống. Lại, lại một thần cấp. Cũng có nghĩa là. Sắc mặt hai người trắng bệch, tráng đổ mồ hôi lạnh. Bốn người sợ đến mức chân tay run rẩy, đứng yên không dám động đậy. Hiện giờ chúng vô cùng hối hận. Lần này thương hội vượng tài đụng phải người gì thế này, hai thần cấp lận. Nếu biết đối phương có hai thần cấp thì dù hội trưởng có kề đao vào cổ chúng cũng không đến. Lúc này, Lục Dực Tử Phụng nói với Long Kình Thiên. "Chủ nhân, giết hết chúng chứ?" "Chủ nhân." Bốn người sửng người, kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên cả bốn người tim thắt lại nhìn Long Kình Thiên. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, rồi gật đầu. Chạy. Bốn người như thỏ bị dẫm phải đuôi, vận chân khí toàn thân liều mạng chạy trốn. Tráng hán và lão đầu kia chạy về hướng đông, còn hai lão đầu đến sau chạy về hướng bắc. Tử Thiên Long Hoàng thấy thế nói với lục dực tử phụng. Ta giải quyết hai tên hướng đông, ngươi hướng bắc. Nói rồi hai tay biến trảo dơ về phía hướng đông chỉ thấy tráng háng và lão đầu cai bay ngược trở lại, đến giữa không trung thì tử thiên long hoàng tung trưởng, cả hai biến thành đám huyết vụ. Lúc này ở hướng bắc cũng có tiếng kêu thê thảm. Chỉ thấy hai lão đầu kia biến thành hai ngọn đút sống rơi xuống đất. Dãy dụa vài cái rồi nằm yên không động tĩnh gì nữa. Gió thổi qua, bốn bề yên lặng. Những người đi lại trên đường đã biến mất từ lâu. Chúng ta đi thôi long kình thiên thấy tử thiên long hoàng và lục dực tử phụng giải quyết xong bốn người thì nói bay lên cùng ba người biến mất không lâu sau khi mấy người long kình thiên đi trong một tòa phủ viện ở trung tâm thành một trung niên mặc cẩm bào đi qua đi lại hội chủ yên tâm bốn vị thái thượng trưởng lão có mặt dù chúng có thánh cấp cường giả cũng sẽ bị họ bắt bên cạnh một hộ vệ nói với người đó đúng thế hội trưởng bắt được chúng rồi khi trừng trị chúng mời tộc trưởng các gia tộc lớn trong thành và cả thành chủ đến xem. Cho họ biết đắc tội với thương hội vượng tài sẽ có hậu quả thế nào. Một hộ vệ khác cũng phụ họa. Trung niên mặt cẩm bào này chính là hội trưởng thương hội vượng tài. Hắn gật đầu nói. Tứ đại thái thượng trưởng lão ra tay đương nhiên ta yên tâm. Ta là lo chúng phản kháng, chọc giận thái thượng trưởng lão, họ giết chúng thì dễ dàng cho chúng quá. Hừ. Dám giết người của thương hội ta Bắt được chúng rồi ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết Đúng thế hội chủ, chúng ta sẽ cắt lên người chúng hàng nghìn đao Từng đao một, mỗi vết đao ta lại sát độc viên lên đó Một hộ vệ cười nham hiểm Độc viên là một loại muối đặc chế của thương hội Loại này mà sát lên vết thương thì đau không muốn sống nữa Độc viên sẽ từng bước ăn mòn vết thương, ngấm dần vào cơ thể hơn nữa nó không chí mạng nó để ngươi sống như vậy mới là sống không bằng chết hội trưởng gật gù cười báo đúng lúc đó có tiếng hộ vệ từ bên ngoài vào đi hội trưởng thấy lạ gọi hộ vệ vào hộ vệ vội vàng đi vào quỳ xuống đột nhiên bật khóc hội hội trưởng chuyện gì tứ đại thái thượng trưởng lão đâu hội trưởng quát ta không phải bảo ngươi ở ngoài đón họ về sao? Tên hộ vệ kia giọng run run. Hội trưởng, bốn vị, bốn vị trưởng lão, chết hết rồi. Cái gì? Chết hết rồi. Tai hội trưởng ù đi như sấm đánh bên tai, hai mắt mở to sững sò. Hai hộ vệ bên cạnh cũng kinh hoàng. Ngươi nói, bốn thái thượng trưởng lão chết hết rồi. Một lúc sau hội trưởng vẫn không dám tin điều mình vừa nghe, hỏi lại. Vâng, bốn vị thái thượng trưởng lão đều chết cả rồi. Hội trưởng thân hình lão đảo, lầm bầm. Chết hết rồi. Rồi hai mắt lóe hàng quan nhìn hộ vệ đến bẩm báo. Thi thể họ đâu? Họ chết thế nào? Tên hộ vệ vào bẩm báo sợ đến run rẩy. Bốn vị thái thượng trưởng lão, bọn họ, bọn họ không còn thi thể nữa. Không, không còn. Hội trưởng thương hội vượng tài sững sờ rồi tên hộ vệ kể lại việc trung niên tráng hán và lão đầu gầy gò biến thành huyết vụ còn tử lục bào hai lão đầu thì bị thiêu thành tro sắc mặt hội trưởng thương hội vượng tài sáng tối bất định hai mắt không che giấu nổi sự kinh hoàng thần thần cấp cường giả là thần cấp cường giả thần cấp cường giả trong lòng hắn đầy kinh hãi phẫn nộ thù hận hối hận bốn thái thượng trưởng lão bốn vị thánh cấp cường giả đó trong một lúc tổn thất bốn thánh cấp. Thành chủ phủ trước nay quan hệ với thương hội vẫn không tốt, nếu biết được chuyện này thì kết cục của thương hội vượng tài sẽ ra sao? Hai hộ vệ vừa rồi còn nói phải bắt bọn Long Kình Thiên về xẻo từng miếng thịt, sợ hãi đến hai chân rung lẫy bẫy. Hội chủ, hội chủ, bọn chúng giết bốn vị thái thượng trưởng lão rồi, liệu chúng có đến nữa không? Tên hộ vệ đến báo cáo thận trọng hỏi. Ý hắn là liệu sau khi giết bốn thái thượng trưởng lão thương hội, liệu long kình thiên có động nộ mà tìm thẳng đến tổng bộ tiêu diệt tất cả không quả nhiên hội trưởng vượng tài vừa nghe thế thì sắc mặt đại biến cuốn lên nói đi giờ chúng ta rời khỏi đây qua mật đạo nói rồi hắn bay về phía mật đạo khi đó mấy người long kình thiên đã ra khỏi thành đi về phía băng xà đảo ở phía bắc mang hoang đại lục long kình thiên vốn định ở lại thành hai hôm để đột phá phân thần hậu kỳ nhưng giờ đành phải rời đi Đương nhiên Long Kình Thiên không bận tâm gì thương hội vượng tài, nhưng nếu ở lại thành thì chỉ e sẽ gây chú ý cho cao thủ của mang hoang thần miếu, thế lực đứng sau mang hoang đế quốc. Mang hoang thần miếu cao thủ vô số. Giờ Long Kình Thiên không định gây xung đột gì với chúng vào lúc này. Mấy tiếng sau, Long Kình Thiên bay lên đỉnh một ngọn núi. Chúng ta nghỉ ở đây hai ngày. Long Kình Thiên nhìn quanh ngọn núi rồi nói ba người cửu vĩ thiên miêu đương nhiên cung kính nghe theo. Long kình thiên tìm một chỗ đất trống, bố trí trận pháp, lấy trứng côn bằng ra, lần này hắn muốn dựa vào tiên thiên huyền khí và địa tâm nhũ để đột phá phân thần hậu kỳ. Phù văn bên ngoài vỏ trứng côn bằng lúc này tối hơn nhiều so với hai tháng trước, âm thanh phát ra cũng yếu đi. Mấy tháng nay, mấy người Long kình thiên tu luyện thỉnh thoảng lại hấp nạp tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng. Giờ chỉ còn một nửa. Cứ tiếp tục thế này thì 3-4 tháng nữa là tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng sẽ cạn. Thời gian qua được hấp nạp tiên thiên huyền khí, cử vĩ thiên miêu và tử thiên long hoàng phát hiện bản thể của mình không ngừng được cải thiện, sức mạnh và tốc độ cũng được nâng cao. Đặc biệt là tốc độ. Côn bằng thần thú là loài có tốc độ phi hành nhanh nhất trong trời đất này, tử thiên long hoàng hấp nạp tiên thiên huyền khí đương nhiên sẽ được tăng cường về phương diện này sau khi mọi người hấp nạp xong tiên thiên huyền khí thì long kình thiên cho hấp nạp yêu nguyên lực trong thiên tượng nhãn nếu vừa hấp nạp tiên thiên huyền khí vừa luyện hóa yêu nguyên lực thì hai luồng sức mạnh sẽ xung đột long kình thiên uống một giọt địa tâm nhũ ngồi xuống vận chuyển hỗn độn đại la thiên thiên địa linh khí không ngừng hội tụ ba người cửu vĩ thiên miêu cũng ngồi xuống bắt đầu vận công hấp nạp tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng chia ra bốn đạo tiên thiên huyền khí theo thiên địa linh khí không ngưng chảy vào cơ thể bốn người long kình thiên vài giờ sau xung quanh bốn người hoàn toàn được bao phủ bởi thiên địa linh khí xung quanh long kình thiên là ánh lôi điện màu kim và đen chói lòa xung quanh cửu vĩ thiên miêu là ánh sáng cửu sắt xung quanh tử thiên long hoàng lại là một đám mây màu kim còn quanh lục dực tử phụng lại là những ngọn lửa rừng rực cháy thời gian trôi qua màn đêm buông xuống ánh trăng trên mang hoang đại lục không khác gì với ánh trăng ở thiên lam đại lục. Trời đất lúc này là một vùng yên tĩnh. Cứ thế ngày và đêm thay thế nhau hai lần, hai ngày trôi qua, Long Kình Thiên đã đột phá lên phân thần hậu kỳ, nhưng hắn vẫn ngồi đó không ngừng vận chuyển công pháp hấp nạp tiên thiên huyền khí để tu luyện, củng cố tu vi. Khi Long Kình Thiên mở mắt, ánh sáng lóe lên, trời đất dường như sáng hẳn. Lão đại tỉnh rồi. Lúc này cửu vĩ thiên miêu tiến lại long kình thiên gật đầu rồi lấy kỳ lân hỏa thần kiếm từ trong trấn thiên tháp ra hai tháng nay hắn không ngừng tế luyện kỳ lân hỏa thần kiếm đã trở thành bản mệnh thần kiếm của hắn giờ hắn đã có thể thúc động kỳ lân hỏa thần kiếm thần thú chi hồn trong thần kiếm dùng kỳ lân hỏa khí tôi luyện bản thể và tu luyện nếu vậy nhân đây đột phá đến hợp thể kỳ đi long kình thiên lẩm nhẩm đột phá từ phân thần hậu kỳ lên hợp thể kỳ không phải là không thể. Kỳ Lân thần thú bên trong Kỳ Lân Hỏa thần kiếm chính là loài thú may mắn. Ngoài Kỳ Lân Hỏa khí ra còn bao hàm một thứ linh khí hiếm có trong trời đất, Thủy linh khí. Thứ khí này thậm chí còn quý hơn Tiên Thiên Huyền khí trong Trứng Côn Bằng và Địa Tâm tinh khí trong Địa Tâm nhũ. Nó không chỉ nâng cao thực lực người tu luyện mà còn gột rửa linh hồn, cải thiện kinh mạch. Vạn năm trước, ngạo thiên chết, Kỳ Lân Hỏa thần kiếm trở thành vật vô chủ. Kỳ Lân Thần Thú chi hồn trong đó vẫn tự tu luyện, không ngừng hấp nạp thiên địa linh khí biến thành Thủy linh khí, tích tụ hàng vạn năm, có thể tưởng tượng được Thủy linh khí nhiều đến thế nào. Tiểu Thiên, ba người hộ pháp cho ta. Giờ ta sẽ dùng Thủy linh khí trong Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm để đột phá tiếp. Long Kình Thiên quay lại nói với ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng đã tỉnh lại. Đột phá lên hợp thể kỳ, động tĩnh sẽ không hề nhỏ, vì thế Long Kình Thiên bảo ba người hộ pháp để đề phòng bất trắc. Vâng, lão đại. Cửu vĩ thiên miêu đáp. Thế là Long Kình Thiên ngồi xuống, tiếp tục vận hỗn độn đại la thiên rồi tâm thần chìm vào trong thân của kỳ lân hỏa thần kiếm, ánh sáng thân kiếm chói lòa, vô số đạo hỏa quang bắn lên trời. Trước sự chăm chú của mấy người cửu vĩ thiên miêu, thần hồn của kỳ lân thần thú bay ra, gầm lên một tiếng, Kỳ Lân Hỏa khí lan tỏa thành những đợt sóng lửa mạnh mẽ. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc. Dù Tử Thiên Long Hoàng là cổ thần cường giả nhưng trước làn sóng lửa từ Kỳ Lân Hỏa thần kiếm cũng có cảm giác đau, cùng với hai người Cửu Vĩ Thiên Miêu bất giác lùi lại về sau. Đặc biệt là Cửu Vĩ Thiên Miêu, gương mặt đầy sự kinh ngạc. Năm đó hắn bị Ngạo Thiên dùng Kỳ Lân Hỏa thần kiếm phá yêu hạch, suýt chút nữa mất mạng nên có nỗi sợ hãi tự nhiên đối với Kỳ Lân Hỏa thần kiếm hồn của kỳ lân thần thú bay ra, đến trước mặt Long Kình Thiên. Bay quay người hắn, vừa bay vừa phả ra những đạo khí thể bảy màu lên người Long Kình Thiên. Khí thể bảy màu này chính là Thụy Linh Khí. Dù đứng ở chỗ xa nhưng ba người tử thiên Long Hoàng vẫn cảm nhận được khí tức của Thụy Linh Khí, chỉ thấy cả thân thể và tâm hồn đều yên bình, linh hồn dường như được tẩy rửa. Thụy Linh Khí tuy không trực tiếp phun lên ba người, nhưng họ cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Từng đạo thủy linh khí phát ra ánh sáng bảo màu giống như những dòng thác nhỏ từ trên không chảy vào cơ thể Long Kình Thiên. Hắn vận công pháp không ngừng hấp nạp thủy linh khí. Trong đan điền Long Kình Thiên. Nguyên Anh cũng không ngừng hấp nạp thủy linh khí. Long Kình Thiên luyện hóa thủy linh khí, không ngừng tu sửa kinh mạch trong cơ thể, không ngừng gột tẩy linh hồn. Vài giờ trôi qua, khí tức trên người Long Kình Thiên càng ngày càng mạnh mấy người cửu vĩ thiên miêu nhìn thấy trên đỉnh đầu long kình thiên ngưng tụ rất nhiều con lôi thú đúng chính là lôi hệ thần thú những con lôi hệ thần thú này không ngừng chạy trên không trung tỏa ra thứ lôi điện mang sức mạnh hủy diệt điều khiến mọi người kinh ngạc đó là trên người chúng có thụy linh khí ngươi có nhận ra mấy chục con lôi thú trên đỉnh đầu lão đại không cửu vĩ thiên miêu không kìm được hỏi mấy chục con lôi hệ thần thú đó có con hai sừng có con có cánh, có con năm chân, có con giống trâu, có con giống hổ, có con lại giống rồng, giống sư tử. Nhưng với kiến thức về vương thú dị thú tộc của mình, cửu vĩ thiên miêu không thể nhận ra mấy chục con lôi hệ thần thú kia là thần thú gì, không biết một con nào hết. Tử Thiên Long Hoàng thấy chúng cũng rất kinh ngạc, lắc đầu nói. Ta không biết. Cũng không biết sao. Cửu vĩ thiên miêu khựng người, đến cường giả ở thời thượng cổ như tử thiên long hoàng mà còn không biết vậy thì lục dực tử phụng càng không cần nói chí thể nét mặt lục dực tử phụng cũng giống như hai người sau đó ba người lại càng kinh ngạc hơn khi thấy mấy chút con lôi hệ thần thú kia cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện từng đạo sức mạnh lôi hệ cuồn cuộn đánh xuống hình thể của chúng không ngừng ngưng thực dường như đã thoát khỏi linh thể và trở thành thực thể thần thú trước thứ sức mạnh lôi hệ này bản thể của Long Kình Thiên cũng được tôi luyện. Long Kình Thiên đang tu luyện cũng cảm nhận được tình hình kỳ lạ, cũng giật mình, trước đây chưa từng có chuyện nảy xảy ra. Lôi hệ. Từ sau khi hấp nạp thứ sức mạnh thần bí trong huyết trì, linh hồn hải của hắn đã có biến dị, hoặc có thể nói là sức mạnh thần bí trong huyết trì đã dẫn đến sự biến dị của một thứ sức mạnh nào đó trong cơ thể hắn. Giờ thủy linh khí của Kỳ Lân thần thú hồn lại khiến nó thay đổi. Có điều, trước thứ năng lượng lôi hệ này, Long Kình Thiên có thể cảm nhận được bản thể của mình càng thêm thực chất, sự thay đổi này đương nhiên là tốt. Kỳ Lân thần thú hồn vẫn không ngừng chuyển động quanh Long Kình Thiên. Thủy linh khí không ngừng đổ vào. Bản thể Long Kình Thiên giống như bờ biển lớn không ngừng thôn vệ thủy linh khí. Bên trong đang điền chân khí dồi dào. Long Kình Thiên vận chuyển công pháp và cùng lúc kìm nén chân khí trong đan điền. Cứ thế không biết sau bao lâu, khi cuối cùng chân khí không thể kìm nén được nữa, một tiếng nổ ầm phát ta từ trong cơ thể Long Kình Thiên. Sau đó cơ thể hắn bắn ra từng đạo kim quang và hắc quang chói lòa khiến ba người cửu vĩ thiên miêu phải nheo mắt lại. Khi kim quang và hắc quang biến mất, ba người Long Kình Thiên chỉ thấy Long Kình Thiên ngồi đó, toàn thân được phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Đồng thời họ kinh ngạc khi nhận ra trên đỉnh đầu hắn lại có thêm 10 con lôi hệ thần thú khác sau khi chúng xuất hiện. Mỗi lần hút vào nhả ra là sức mạnh lôi hệ không ngừng cuồn cuộn, khí thể lạ thêm một phần. Đột phá rồi. Cửu vĩ thiên miêu nhìn chăm chăm Long Kình Thiên, hắn nhận ra khí tức của Long Kình Thiên đã khác trước, mỗi lần hít thở là khí tức mạnh mẽ hơn trước không chỉ một lần. Đúng vậy, sau khi hấp nạp thủy linh khí trong kỳ lân hỏa thần kiếm, cuối cùng Long Kình Thiên đã đột phá lên hợp thể kỳ lúc này không thấy Nguyên Anh trong đan điền Long Kình Thiên nữa. Đương nhiên không phải nói biến mất mà là dung hợp với bản thể rồi. Tất cả chân khí, linh khí của Nguyên Anh đều dung nhập vào bản thể Lâm Lan Thiên. Đây chính là hợp thể kỳ. Đương nhiên, sau khi đột phá phân thần kỳ, thực lực Long Kình Thiên không phải đơn giản là bản thể phân thần kỳ cộng với sức mạnh của Nguyên Anh. Long Kình Thiên vẫn không ngừng vận công mà tiếp tục hấp thụ thủy linh khí, thực lực vẫn không ngừng nâng lên, cuối cùng đạt tới hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này hắn mới dừng lại. Kỳ lân thần thú hồn gầm lên rồi chui vào kỳ lân hỏa thần kiếm, mấy chục con lôi hệ thần thú trên đỉnh đầu long kình thiên cũng biến thành vô số đạo lưu quan chui vào kiếm. Tất cả trở lại yên tĩnh. Long kình thiên mở mắt, lôi quan lấp lóe. Mấy chục con lôi hệ thần thú tuy biến mất nhưng trong không khí vẫn còn khí tức lôi điện và khí tức thủy linh. Lão đại. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên tỉnh lại thì bay tới. Long Kình Thiên đứng dậy, nói với Cửu Vĩ Thiên Miêu. "Tiếp một quyền của ta." Nói rồi hắn tung một quyền về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu, hắn không dùng thần thông mà chỉ dùng chân nguyên trong cơ thể. Cửu Vĩ Thiên Miêu khựng người, rồi cười, vẻ mặt không bận tâm, hắn nghĩ dù Long Kình Thiên có đột phá thì vẫn không phải đối thủ của hắn dù sao thì giữa hai người là khoảng cách của cả một cảnh giới nhưng sức mạnh đột ngột ập tới khiến sắc mặt hắn biến đổi không kìm được một quyền tung ra chặn quyền của long kình thiên binh cửu vĩ thiên miêu bị xung lực mạnh mẽ đánh bật ra sau đến mấy chục bước sau mới dừng lại cửu vĩ thiên miêu nhìn mấy chục dấu chân dưới mặt đất mà không dám tin hắn bị đánh lui tử thiên long hoàng và lục dực tử phụng thấy kết quả đó cũng kinh ngạc không ít long kình thiên đánh lui được cửu vĩ thiên miêu hơn nữa hắn đứng đấy không hề suy suyển. lão đại chúng ta lại lần nữa cửu vĩ thiên miêu vẫn còn chưa tin long kình thiên lại đánh lui được mình lần này hắn toàn lực vận chuyển yêu nguyên lực ánh sáng trên hai quyền chói lòa long kình thiên giơ quyền đón binh lại một tiếng động rung chuyển chỉ thấy cửu vĩ thiên miêu lại bị bật ra sau hơn nửa lần này xa hơn lần trước mãi trăm mét sau mới dừng lại cửu vĩ thiên miêu thấy thế ánh mắt không giấu nổi chấn kinh nếu nói lúc trước hắn không chuẩn bị sẵn sàng mới bị long kình thiên đánh lui vậy lần này thì sao lão lão đại mạnh đến vậy sao mãi lâu sau cửu vĩ thiên miêu mới lắp bắp nói từ trước tới giờ cửu vĩ thiên miêu chưa bao giờ giao đấu với long kình thiên giờ mới biết Long Kình Thiên kém hắn cả một cảnh giới nhưng lại mạnh hơn thánh cấp yêu thú như hắn. Bản thân nhục thể, sức mạnh của yêu thú đã mạnh hơn con người cùng cấp, hắn lại vương thú của dị thú tộc, thiên phú dị thường, nhục thể cường hãn thế nào không cần phải nói. Vậy mà giờ lại bị Long Kình Thiên kém một cảnh giới đánh lui. Hai người tuy không giao đấu thật sự nhưng từ hai đòn vừa rồi là có thể thấy sự khác biệt trong thực lực hai người. Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu đang kinh ngạc thì từ xa có tiếng xé gió vọng tới. Vừa rồi ở đây có hồng quang xung thiên, lôi điện chói lòa, có lẽ là dấu hiệu của tuyệt thế bảo vật xuất thế. Kiếm khí mạnh thật, lẽ nào là tuyệt thế thần kiếm? Rồi hai thân ảnh lao vút về phía này, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt bọn Long Kình Thiên. Thấy họ, hai người kia khựng người, nhưng rồi cả hai đều nhìn về Kỳ Lân Hỏa thần kiếm trên không trung. Long Kình Thiên đột phá nhưng vẫn chưa cất kỳ lân hỏa thần kiếm đi. Kỳ lân hỏa thần kiếm trên không trung toàn thân đỏ rực, lặng lẽ lơ lửng trên không trung. Cả hai ánh mắt đều cháy rực. Đột nhiên, một trong hai người mắt lóe sáng, kêu lên. Lẽ nào đây là kỳ lân hỏa thần kiếm, đứng đầu trong thập đại thần kiếm của Thiên Lam Đại Lục? Kỳ lân hỏa thần kiếm đứng đầu trong thập đại thần kiếm của Thiên Lam Đại Lục, thật ra cũng là đứng đầu Thiên Mang Vị Diện thời thượng cổ, thập đại thần kiếm mà ải nhân tộc rèn ra cũng là thánh kiếm trong mắt tất cả cường giả trên thiên lam đại lục. Quả nhiên là kỳ lân hỏa thần kiếm, ha ha, thật không ngờ. Lần này chúng ta đến Hắc Thành lại gặp được kỳ lân hỏa thần kiếm. Đúng là trời giúp cổ tư gia tộc ta rồi. Một người trung niên mặc lam bào cười lớn, nói rồi bay về phía kỳ lân hỏa thần kiếm. Trong mắt hai người đó chỉ có kỳ lân hỏa thần kiếm, còn mấy người long kình thiên thì hoàn toàn bỏ qua có điều khi kẻ đó bay về phía kỳ lân hỏa thần kiếm thì nó tỏa sáng kỳ lân hỏa khí bắn tới kẻ kia giật mình bay ngược ra sau kỳ lân hỏa khí tuy là thứ tốt để tôi luyện thân thể nhưng đó là khí luyện hóa được kỳ lân hỏa thần kiếm và thu phục được kỳ lân thần thú hồn trong kiếm nếu không thì nó là thứ nguy hiểm chí mạng xét về bản nguyên thì kỳ lân hỏa khí còn mạnh hơn uy lực phụng hoàng hỏa khi người kia lùi ra sau kỳ lân hỏa thần kiếm phát ra âm thanh trong trẻo rồi rơi vào tay long kình thiên trước ánh mắt kinh ngạc của hắn long kình thiên nắm lấy chui kiếm lạnh lùng nhìn hai người kia kiếm khí trên kỳ lân hỏa thần kiếm lúc này tỏa ra khiến mặt đất xuất hiện vô số lỗ kiếm hai người kia ngạc nhiên rồi hai mắt thêm cháy rực lão giả mặc áo xám kia cười cười kiếm tốt kiếm tốt quả nhiên không hổ là kỳ lân hỏa thần kiếm đứng đầu trong thập đại thần kiếm người trung niên nhìn Long Kình Thiên, rồi nhìn Tử Thiên Long Hoàng, lục dực tử phụng. Hề hề, tiểu tử, ép được kiếm khí ra, thực lực không tồi. Xem ra cũng là đế cấp. Người trung niên nhìn Long Kình Thiên cười khẩy. Thực lực đế cấp trong mắt kẻ khác cũng là cao thủ một phương rồi, nhưng trong mắt ta thì chẳng khác gì hoàng cấp, tông cấp. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao kỳ lân hỏa thần kiếm ra đây. Bọn ta muốn thì tùy ý có thể bóp chết các ngươi lão giả cũng cười khẩy long kình thiên vẽ mặt lạnh lùng rồi nói với ba người tử thiên long hoàng các ngươi đừng ra tay vâng chủ nhân tử thiên long hoàng và lục dực tử phụng cung kính nói cửu vĩ thiên miêu cũng đáp lại lùi sang một bên hắn theo long kình thiên lâu như vậy biết lão đại đã nổi sát ý rồi thực lực hai kẻ kia đều không tồi đều là thánh giới sơ cấp long kình thiên tiến về chúng hai kẻ kia nghe long kình thiên nói thế lại thấy hắn tiến lại thì khựng người rồi nhìn nhau cười lớn đừng ra tay cổ thiên ngươi nghe thấy gì không tên tiểu tử này bảo thủ hạ đừng ra tay người trung niên nói với lão giả xem ra hắn muốn một mình giết chết chúng ta tiếng cười đầy sự châm chọc lão giả kia cũng bật cười nhưng đúng lúc đấy thân hình long kình thiên lướt một cái là tới trước mặt chúng Chúng vừa định phản ứng thì trước mặt lóe một đạo kiếm quang đỏ chói. Long Kình thiên lướt qua hai người, Kỳ Lân Hỏa thần kiếm chớp mắt chém qua cổ hai người. Không có âm thanh. Không có tiếng kêu thảm. Hai người kia mắt mở to, cố gắng quay cổ nhưng phát hiện không thể, đầu cả hai rơi xuống đất, còn cơ thể vẫn đứng thẳng đơ ở đó. Chỉ thấy vết kiếm chém qua không có máu mà có lửa cháy, Kỳ Lân chi hỏa Long Kình Thiên tay cầm kỳ lân hỏa thần kiếm lạnh băng nhìn chúng. Thân kỳ lân hỏa thần kiếm cháy rực kỳ lân hỏa, bên trong vọng ra tiếng gầm của kỳ lân thần thú hồn, tiếng gầm đầy phấn khích. Sau bị phủ bụi trần hàng vạn năm, cuối cùng kỳ lân hỏa thần kiếm đã lại nhuốm máu. Một lát sau hai thi thể kia đột nhiên bốc cháy, cả cái đầu cũng không ngoại lệ. Kỳ lân hỏa đã theo huyết quản chạy khắp cơ thể và nhanh chóng thiêu rụi cả hai cái xác. Tâm thần Long Kình Thiên khẽ động, kỳ lân hỏa thần kiếm biến thành một đạo kiếm quang chui vào cơ thể hắn. Sau khi cất kỳ lân hỏa thần kiếm, hắn nói với ba người cửu vĩ thiên miêu. Đi thôi. Lúc này ba người mới sực tỉnh. Trước khi rời đi, cửu vĩ thiên miêu nhìn hai đống tro tàn trên mặt đất mà không giấu nổi sự chấn kinh. Hắn tự hỏi. Một kiếm vừa rồi của Long Kình Thiên, dù là hắn cũng khó lòng đỡ nổi, thậm chí hắn không nhìn ra được kỳ lân hỏa thần kiếm đã cắt qua cổ hai kẻ kia thế nào. Một kiếm đó quá nhanh, lại thần bí khó lường khiến người ta không thể nắm bắt, dường như nó mang một thứ sức mạnh của trời đất, khi kiếm đánh ra là dung hợp với trời đất thành thể thống nhất. Thiên địa lực Rốt cuộc lão đại là cường giả nào chuyển thế? Cửu vĩ thiên miêu thầm đoán, thực lực của Long Kình Thiên càng hồi phục càng trở nên thần bí long kình thiên tuy bị thiên phạt hủy diệt lực đánh trọng thương thiên tôn chi thể sức mạnh biến mất cần phải tu luyện lại từ đầu nhưng đại đạo lĩnh ngộ ý cảnh vẫn còn sức mạnh bản tôn không ngừng hồi phục phối hợp với ý cảnh của hắn mỗi đòn mỗi kiếm đều uy năng khó lường một kiếm vừa rồi mấy người cửu vĩ thiên miêu muốn học cũng không học được bây giờ nhiều nhất họ chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút về pháp tắc không gian và thời gian còn xa mới đến lĩnh ngộ đại đạo các ngươi có biết gia tộc cổ tư không trên đường long kình thiên hỏi người trung niên lúc nãy nói hắn thuộc gia tộc cổ tư nên giờ long kình thiên tiện hỏi lúc này cửu vĩ thiên miêu sực tỉnh nói mang hoang đế quốc có thập đại vương giả gia tộc cổ tư gia tộc là một trong số đó tộc trưởng của những vương giả gia tộc này đều có địa vị cao trong mang hoang đến quốc thập đại vương giả gia tộc long kình thiên nói đúng vậy chủ nhân tộc trưởng gia tộc cổ tư còn là một trong thập đại cường giả của ma hoang đế quốc lục dực tử phụng nói hắn tên là cổ hạo đế cổ hạo đế long kình thiên cười khẩy một người phàm cường giả mà tự xưng hạo đế hạo đế chính là một trong tiên đế mạnh nhất tiên giới vậy là mấy người long kình thiên tiếp tục bay về phía băng xà đảo nhưng băng xà đảo nằm ở cực bắc mang hoang đại lục nên không hề gần chút nào. Với tốc độ của bọn Long Kình Thiên cũng phải mất 3 tháng. Cả bọn Long Kình Thiên vừa đi vừa tu luyện, giờ hắn phải hồi phục sức mạnh bản tôn càng nhanh càng tốt, ít nhất phải phục hồi đến thực lực đại thừa. Chỉ khi đó Long Kình Thiên mới kích bại, thậm chí kích sát được thần cấp cường giả của vị diện này. Vì có địa tâm nhũ, trứng công bằng và kỳ lân hỏa thần kiếm nên thực lực Long Kình Thiên hồi phục kinh người ba tháng sau khi đến hải vực của băng xà đảo thì long kình thiên đã đạt đến hợp thể trung kỳ còn cửu vĩ thiên miêu cũng hồi phục đến thánh cấp trung kỳ tử thiên long hoàng và lục dực tử phụng thực lực cũng tăng tiến không ít chủ nhân phía trước chính là băng sơn hải vực thiết thương hùng chỉ về phía hải vực vô tận trước mặt nói băng xà đảo ở trong băng sơn hải vực Mang hoang thần miếu tuy thống trị một nửa lãnh thổ của mang hoang đại lục nhưng không hoàn toàn khống chế cả đại lục này. Thế lực của mang hoang thần miếu không thể kéo dài đến tận đây. Lúc này cử vĩ thiên miêu nói. Băng sơn hải vực có một nghìn hòn đảo, thế lực trên mỗi hòn đảo đều rất mạnh. Đảo chủ đều là thánh cấp lục trùng, thất trùng cường giả. Đúng vậy, hơn nữa trong băng sơn hải vực còn có một số thần cấp lão tổ ẩn giật. Lục dực tử phụng nói tiếp. Mang hoang thần miếu muốn thống trị băng sơn hải vực là rất khó. Long Kình Thiên gật đầu, rồi đưa ba người bay về phía băng sơn hải vực. Bên ngoài chưa có cảm giác gì, nhưng khi vào trong băng sơn hải vực là họ lập tức cảm nhận được vô số luồng hàng lưu sụp tới. Băng sơn hải vực nằm ở cực bắc mang hoang đại lục, quanh năm đóng băng phủ tuyết, sâu dưới đáy biển thậm chí có vô số ngọn núi băng, người bình thường đến đây căn bản không sống nổi. Tương nhiên với mấy người Long Kình Thiên thì đó không là gì cả. Bốn người Long Kình Thiên không ngừng bay qua mặt biển. Chỉ thấy trên mặt biển nhiều nơi đóng thành những lớp băng dày cộm, thậm chí lộ ra cả đỉnh của băng sơn. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy một số yêu thú trong hải vực đánh giết, không ít trong số chúng là băng hệ yêu thú biến dị. Băng hệ yêu thú rất khó gặp được ở nơi khác, nhưng ở băng sơn hải vực này thì không thiếu. Sau vài tiếng long kình thiên nhìn thấy trên mặt biển một hòn đảo nó không lớn lắm hắn quét thần thức tuy có người cư trú nhưng không đông cùng lắm là vài vạn người hơn nữa tu vi rất yếu mạnh nhát cũng chỉ là võ tông băng sơn hải vực tuy nói là có nghìn đảo nhưng thực tế chắc chắn là hơn nhiều chỉ là thế lực của nghìn đảo rất mạnh nên bên ngoài gọi là vậy ngoài những hòn đảo có thế lực vườn đại còn có những đảo nhỏ hơn ví như hòn đảo trước mắt đây mấy người long kình thiên không dừng lại ở đây mà tiếp tục bay về trung tâm băng sơn hải vực băng xà đảo là một trong một nghìn hòn đảo thế lực cường đại nằm ở trung tâm băng sơn hải vực trời tối dần chủ nhân còn hai ngày nữa mới tới băng xà đảo được hay chúng ta dừng lại ở hòn đảo kia một đêm lục dực tử phụng hỏi cũng được long kình thiên gật đầu chỉ cần tìm được kim ngưu thảo và hai loại linh dược nữa là đủ loại đến lúc đó luyện chế đang dược là sẽ trị được thương thế trong kinh mạch rồi. Sau này tu luyện, thôn vệ linh khí sẽ mạnh hơn bây giờ chục lần, thậm chí trăm lần. Đến lúc đó thực lực sẽ hồi phục càng nhanh hơn. Trong ba năm địa ngục ma tộc sẽ tấn công thiên mang vị diện, nếu kinh mạch được chữa lành thì Long Kình Thiên chắc chắn trong ba năm sẽ hồi phục được đến đại thừa đỉnh phong, thậm chí bán tiên cảnh. Mấy người Long Kình Thiên đáp xuống hòn đảo trước mặt hắn dùng thần thức quét một lượt phát hiện đây là hoang đảo, cây cối ung tùng, trên một số cây cổ kết thành mảnh băng. Long Kình Thiên đến một khu đất trống rồi bố trí cấm chế, lấy trứng côn bằng ra và tu luyện với ba người cửu vĩ thiên miêu. Từ khi mua được trứng côn bằng cũng đã gần một năm, bốn người Long Kình Thiên không ngừng hấp nạp như vậy, tiên thiên huyền khí cũng sắp cạn rồi. Phù văn bên ngoài vỏ trứng cũng đã tối lại, gần như biến mất. Buổi đêm ở băng sơn hải vực gió rất lớn, cuồng phong cuồn cuộn, nhưng khi thổi tới chỗ mấy người Long Kình Thiên thì như vào biển bùn. Bên cạnh Long Kình Thiên là kỳ lân hỏa thần kiếm, kỳ lân thần thú hồn vẫn không ngừng thổi thủy linh khí lên người Long Kình Thiên. Hai tháng nay hắn không ngừng hấp nạp tu luyện, thủy linh khí của kỳ lân hỏa thần kiếm cũng giảm đi nhiều. Một đêm trôi qua, bốn người Long Kình Thiên tỉnh lại, Long Kình Thiên tất kỳ lân hỏa thần kiếm đi, nhìn thì thấy phù văn trên vỏ trứng côn bằng đã hoàn toàn biến mất, tim hắn khẽ động, rồi hắn đứng dậy tiến lại chỗ quả trứng. Ba người cửu vĩ thiên miêu thấy Long Kình Thiên tiến tới trước quả trứng côn bằng khổng lồ thì ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi trước sự kinh ngạc của họ. Long Kình Thiên một chưởng đánh xuống. Binh! Trên vỏ trứng xuất hiện một vài vết trạng nhỏ. Ba người cửu vĩ thiên miêu giật mình, chưởng lực của Long Kình Thiên hiện nay dù đánh lên thánh cấp nhất nhị trùng cường giả thì cũng nổ tan tành nhưng vỏ trứng côn bằng lại chỉ xuất hiện một vài vết trạng. Những vết trạng này rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì thật sự không thể nhận ra. Đồng thời ba người cũng kinh ngạc không biết tại sao Long Kình Thiên lại muốn đập vỡ quả trứng côn bằng này. Long Kình Thiên thấy một quyền không đánh vỡ được cũng không ngạc nhiên. Nếu trứng côn bằng lại đánh vỡ dễ dàng thì không phải trứng của thần thú rồi. Thế là hắn bèn ngưng tụ toàn lực, tung một chưởng khác. Binh, trên quả trứng lại có thêm một vài vết trạng nữa. Long Kình Thiên lại giơ tay, chưởng thứ ba, thứ tư, liên tục mười mấy chưởng. Vết trạng trên vỏ trứng không ngừng lan rộng, cuối cùng đã lan ra toàn bộ quả trứng, mặt đất xung quanh trứng cũng bị chấn động thành vô số khe nứt. Chủ nhân muốn. Tử Thiên Long Hoàng thấy Long Kình Thiên thật sự định đập vỡ trứng côn bằng thì không kìm được hỏi. Đợi lát các ngươi sẽ biết. Long Kình Thiên nói rồi hét lên một tiếng, Song quyền ngưng tụ lôi quang đánh xuống quả trứng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Vỏ trứng vỡ ra bắn bốn phía, rồi một đạo ánh sáng bắn lên, thấp thoáng có tiếng hung thú gầm rú. Trong tiếng gầm ẩn chứa một sức uy hiếp lớn lao. Long Kình Thiên nhìn ánh sáng hừ một tiếng, giơ tay giữ chặt quần sáng trên không trung. Ba người cửu vĩ thiên miêu chỉ thấy bên trong quần sáng ấy dường như có một con tuyệt thế hung thú thu nhỏ. Nó nhìn giống cá sau lưng lại có hai cánh rất lớn, rất dài. Đó là ba người cửu vĩ thiên miêu ngạc nhiên. Đây là côn bằng thần thú. Long Kình Thiên nói. Đúng vậy, là côn bằng thần thú, nói chính xác thì là côn bằng thần thú chi linh. Nó được thai ngén thành hình bên trong quả trứng. Tráng Long Kình Thiên lóe sáng, trấn thiên tháp bay lên phía trên côn bằng thần thú chi linh. Long Kình Thiên chỉ trấn thiên tháp, trấn thiên tháp xoay chuyển, trận pháp bên trong khai khởi, bắn ra vô số đạo quan trụ bao trùm lấy côn bằng thần thú chi linh vào trong. Côn bằng thần thú chi linh không ngừng gầm thét, giải dụa, những luồng sức mạnh cường đại xung kích lên cột quan trụ khiến nó dao động không ngớt. Ba người cử vĩ thiên miêu thấy thế định lên giúp nhưng Long Kình Thiên nói. Không cần, các ngươi bảo vệ cho ta. Sau đó Long Kình Thiên vung hai tay lên, liên tục đánh pháp quyết vào trấn thiên tháp. Trấn thiên tháp tỏa sáng, ánh sáng chắc chắn hơn, phát ra những luồng hấp nạp lực. Chỉ thấy côn bằng thần thú Chi Linh từng bước bị trấn thiên tháp hút vào trong. Cuối cùng côn bằng thần thú Chi Linh bị trấn thiên tháp hút hoàn toàn vào trong. Nhưng Long Kình Thiên không dừng lại mà bay lên không trung ngồi ở đó, tế tà thần đỉnh ra, vung tay đưa trấn thiên tháp vào trong tà thần đỉnh. Lẽ nào lão đại định phong ấn côn bằng thần thú Chi Linh vào trong trấn thiên tháp, luyện chế thành trấn thiên tháp khí linh? Cửu vĩ thiên miêu thấy thế, không khỏi kinh ngạc. Xem ra chắc chủ nhân muốn luyện chế côn bằng thần thú chi linh thành trấn thiên tháp khí linh." Tử Thiên Long Hoàng cảm khái nói. "Không ngờ chủ nhân lại biết phương pháp luyện khí này. Phương pháp này đã thất truyền nhiều vạn năm nay rồi." Lục Dực Tử Phụng cũng kinh ngạc nói. "Nếu phong ấn yêu thú chi hồn vào trong vũ khí thì uy lực của vũ khí sẽ tăng lên rất nhiều. Thần thú chi hồn càng lợi hại thì uy lực vũ khí càng được nâng cao." nhưng việc phong ấn yêu thú chi hồn vào vũ khí đâu có dễ ngay cả luyện khí đại tông sư cũng rất khó thực hiện được hơn nữa thủ pháp luyện khí này ở thiên mang vị diện đã thất truyền nhiều vạn năm nay rồi ba người căng thẳng nhìn long kình thiên và tà thần đỉnh hai tay long kình thiên vung lên không ngớt pháp quyết đánh ra liên tục cuối cùng càng ngày càng nhanh chỉ thấy được bóng tay mơ hồ ánh sáng trên tà thần đỉnh cũng ngày một chói lòa sau vài tiếng Long Kình Thiên lấy một dòng linh mạch nhị phẩm đỉnh giới đỉnh phong, vung tay, chỉ thấy dòng linh mạch lớn tựa dòng sông quấn quanh tà thần đỉnh. Một đạo hắc khí nhạt tỏa ra từ tà thần đỉnh. Long Kình Thiên luyện chế lại trấn thiên tháp nên không tiếc một dòng lịch mạch nhị phẩm đỉnh giới đỉnh phong loại bỏ hết tạp chất trong trấn thiên tháp đi. Ban đầu luyện chế trấn thiên tháp, Long Kình Thiên dùng những nguyên liệu rất phổ thông. Tuy sau vài lần luyện chế được chân hỏa tôi luyện nhưng vẫn còn tạp chất chưa loại bỏ được hết. Cách vài nhịp thở là lại một đạo hắc khí tỏa ra, dòng linh mạch bị tiêu hao, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng tà thần đỉnh không tỏa ra hắc khí nữa, dòng linh mạch cũng biến mất hoàn toàn. Từ miệng tà thần đỉnh có ánh sáng bắn lên trời, theo đó và một ngọn linh tháp bay lên. Chính là Trấn Thiên tháp sau khi được luyện chế lại. Ba người cửu vĩ thiên miêu nhận ra Trấn Thiên tháp đã khác trước, quần sáng xung quanh đã linh động hơn, những bức khắc thần thú sinh động trên thân tháp tỏa sáng chói lòa. Từ trong tháp bay ra một con hung thú, chính là côn bằng thần thú Chi Linh. Chỉ thấy côn bằng thần thú Chi Linh bay quanh Trấn Thiên Tháp, mở miệng phun linh khí tẩy rửa Trấn Thiên Tháp. Sau khi Long Kình Thiên luyện chế, côn bằng thần thú Chi Linh đã trở thành Trấn Thiên Tháp khí linh, cũng giống như Kỳ Lân thần thú bên trong Kỳ Lân Hỏa thần kiếm vậy. Đương nhiên, côn bằng thần thú Chi Linh không thể so sánh được với Kỳ Lân thần thú khí linh trong Kỳ Lân Hỏa thần kiếm. Dù sao thì thực lực Côn Bằng Thần Thú Chi Linh còn yếu. Nhưng Long Kình Thiên tin rằng sau này khí Côn Bằng Thần Thú Chi Linh trưởng thành, uy lực Trấn Thiên Tháp sẽ không thua kém Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm. Trấn Thiên Tháp sau khi dung hợp Côn Bằng Thần Thú Chi Linh cũng đạt lên thánh phẩm trung giới. Thấy luyện chế đã thành công, Long Kình Thiên thở phào, cất Trấn Thiên Tháp và tà thần đỉnh đi, uống một viên đan dược rồi vận công điều hòa. Một lát sau Long Kình Thiên mới mở mắt. Lão đại lúc này cửu vĩ thiên miêu bay lại long kình thiên đứng lên nhìn sắc trời thì thấy bầu trời sáng ngời băng tuyết cũng ngừng rời vạn vật trên đảo đều bị một lớp tuyết trắng bao phủ khi mấy người long kình thiên chuẩn bị rời hoang đảo thì đột nhiên có một vài tiếng xé gió truyền tới tiểu thư nghe nói lần này thánh sơn khai khởi hai huynh đệ khương thần khương ngụy cũng sẽ tới một giọng nói vang lên huynh đệ khương thần tới cũng chẳng sao ta chắc chắn sẽ có được thánh quả. Rồi tiếp đó là một giọng nói dễ chịu vang lên, xem ra là của một vị tiểu thư. Tiểu thư có được thánh quả là sẽ đột phá thánh cấp, sau này địa vị ở xích viêm đảo sẽ được nâng lên, đám trưởng lão kia cũng sẽ không dám vì lợi ích của gia tộc mà ép tiểu thư lấy khương thần nữa. Ừm, đến khi ta thăng lên thánh cấp sẽ từ từ xử lý đám già đó. Rồi hai thân ảnh đó dần đến gần, bay qua chỗ hoang đảo của mấy người Long Kình Thiên hai nữ nhân này cũng khá xinh đẹp người mặc váy tím phía trước chắc là tiểu thư ủa tiểu thư nhìn kia dưới kia có người đột nhiên thị nữ kêu lên kinh ngạc chỉ về phía mấy người long kình thiên vị tiểu thư kia nhìn xuống không ngờ trên hoang đảo lại có người tiểu thư chúng ta có cần thị nữ hỏi đừng nhiều chuyện tiểu thư lạnh nhạt nói rồi nhìn xuống mấy người long kình thiên ánh mắt dừng lại ở long kình thiên lâu hơn một chút hai người bay qua phía trên hoang đảo, rất nhanh chỉ còn lại hai chấm nhỏ. Lão đại, thì, may mà thị nữ vừa rồi không có ý gì với chúng ta. Cửu vĩ thiên miêu cười hi hi. Nếu không thì sao? Lục dực tử phụng trừng mắt, cười. Cửu vĩ thiên miêu khựng người không nói gì. Thánh Sơn. Thánh Quả. Tử Thiên Long Hoàng nhíu mày, dường như hắn không nhớ trong băng Sơn Hải Vực có Thánh Sơn gì đó hơn nữa theo hai người kia nói thì lần này thánh sơn khai khởi dường như là đại sự của băng sơn hải vực long kình thiên nhìn cửu vĩ thiên miêu lục dực tử phụng hỏi các ngươi biết thánh sơn không cửu vĩ thiên miêu lắc đầu lão đại ta chưa bao giờ nghe đến nó lục dực tử phụng cũng lắc đầu long kình thiên trầm ngâm một chút rồi nói chúng ta tới băng xà đảo trước đã rồi tìm ai đó hỏi xem nói rồi hắn cùng ba người cửu vĩ thiên miêu bay đi hai ngày sau mấy người long kình thiên đáp xuống một hòn đảo lớn đây chính là băng xà đảo nằm ở trung tâm băng sơn hải vực rồi thế lực của băng xà đảo rất mạnh xếp thứ ba trong các hòn đảo ở băng sơn hải vực này mấy người long kình thiên bay về phía thành của băng xà đảo sau khi vào thành chỉ thấy người xe qua lại như thoi đưa đúng là đế đô của một phương triều so với hoang đảo lúc trước quả là hai thế giới Long Kình Thiên phát hiện trong thành băng xà đảo, khí lưu băng hàng giảm mạnh. Nhiệt độ không khác mấy so với lục địa. Hơn nữa những thường dân trong thành thực lực đều không tồi, phần lớn đều có thực lực đại võ sư. Trên Thiên Lam đại lục, những đệ tử ưu tú của những gia tộc như Mộ Dung gia tộc cũng chỉ là đại võ sư. Khi mấy người Long Kình Thiên đi theo dòng người nườm nượp thì đột nhiên phía trước có tiếng nhốn nháo. Nghe nói Trâu Vân của Trâu gia và Khương Ngụy của Khương gia đang đánh nhau hai người đánh nhau chuyện gì thế không rõ lắm nghe nói là vì tiểu thư mạnh gia mạnh đình đình châu vân vẫn luôn thích mạnh đình đình ngươi cũng biết mà nhưng bây giờ khương thần học thành tài trở về tử thiên kiếm viện nhìn trúng mạnh đình đình trưởng lão mạnh gia cũng đã đề nghị liên hồ với mạnh gia khương thần làm vậy không phải là ngang ngược ép hôn sao châu vân vừa nghe đã đại nộ tìm khương thần quyết chiến tìm khương thần quyết chiến Nghe nói Khương Thần đã là thiên kiếm đệ tử của thiên kiếm viện, tu vi kinh người, đã là đế cấp thất trùng. Châu Vân tuy cũng là đế cấp nhưng chỉ là đế cấp nhị trùng, sao có thể là đối thủ của Khương Thần? Đúng thế, nhưng Khương Thần không ra tay mà là đệ đệ hắn, Khương Ngụy ra tay. Lần này Thánh Sơn khai khởi, Khương Thần vào trong, nếu có được Thánh Quả sẽ đột phá Thánh Cấp, hắn mới 28 tuổi đúng không? Thánh Cấp 28 tuổi, trong lịch sử thiên lam đại lục cũng chẳng có mấy người ừm nghe nói khương gia coi hắn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm gia chủ khương gia kế nhiệm chính là khương thần long kình thiên nghe mọi người xung quanh nghị luận khương thần khương gia long kình thiên bất giác nhớ đến lời hai người nữ tử nói khi ở hoang đảo hai hôm trước ba người cửu vĩ thiên miêu rõ ràng cũng nhớ tới lão đại chúng ta cũng đi xem sao Cửu vĩ thiên miêu vẻ mặt đầy hứng thú. Cũng được. Long kình thiên gật đầu. Vậy là bốn người Long kình thiên đi theo đoàn người. Không lâu sau họ đến một quảng trường rộng, ở giữa là một cái lôi đài lớn, bên trên có chữ võ rất bắt mắt. Khi bọn Long kình thiên đến thì xung quanh lôi đài đã chật cứng người, nhìn ai cũng rất phấn khích. Xem ra danh tiếng của Châu Vân và Khương Ngụy không nhỏ, trận quyết chiến của hai người là chuyện gây chấn động khá lớn trâu vân thực lực của ngươi tuy không tồi nhưng không có tư cách để khiến đại ca ta ra tay trên lôi đài khương ngụy ngạo nghễ nói ngươi cũng không phải đối thủ của ta giờ ngươi nhận thua cút xuống khỏi lôi đài vẫn còn kịp đấy trâu vân giận dữ mẹ kiếp khương ngụy ngươi tưởng ngươi thắng được ta sao chịu chết đi nói rồi hắn lao về phía khương ngụy kiếm trong tay đâm thẳng tới khương ngụy thấy thế cười khẩy ánh mắt lóe sát ý. Nếu vậy thì đừng trách ta. Khí thế toàn thân bạo phát giống như một con sóng khổng lồ dân tràn, một chưởng tung ra. Hải kình cự lãng chưởng. Chỉ thấy một chưởng tung ra, nước xung quanh ngưng tụ, hóa thành một con hải kình, thế như trẻ tre phá tan chiêu kiếm của Châu Vân. Châu Vân giật mình. Thực lực của ngươi. Sao có thể? Nói đến đây hắn vội vàng phi thân tránh né nhưng vẫn bị cự kình đánh trúng, miệng hộp máu tươi bay ra khỏi lôi đài. Những người bên ngoài kinh hải vội vàng tránh ra. Châu Vân rơi xuống đất, lăn tới phía trước Long Kình Thiên mấy mét. Sao có thể? Châu Vân rơi xuống đất, không dám tin vào kết quả này. Hai năm trước thực lực Khương Ngụy tương đương với hắn, nhưng giờ lại mạnh như vậy. Hề hề, không ngờ chứ gì. Khương Ngụy cười khẩy. Hai năm nay ta có được kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh, đã là đế cấp ngũ trùng rồi. Hơn nữa còn học được hải kình cự lãng trưởng của đảo chủ cự lãng đảo. Sắc mặt trâu vân tái nhật. Mạnh đình đình là nữ nhân của đại ca ta. Ngươi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Khương Ngụy cười khẩy. Muốn tranh nữ nhân với đại ca ta. Kiếp sau đi. Nói rồi hắn tung một chưởng về phía trâu vân, cự lãng lại nổi lên, uy thế ngập trời, không chỉ bao trùm chỗ Châu Vân mà còn cả bốn người Long Kình Thiên. Xem ra hắn muốn giết cả bốn người họ rồi. Khương Ngụy nghĩ, đệ tử của những gia tộc nhỏ trên đảo dám xem náo nhiệt giữa Khương gia và Châu gia có giết cũng chẳng sao. Dù những gia tộc ấy có biết cũng chẳng dám ho he gì. Khương Ngụy nhìn Cự Lãng biến thành Hải Kình khổng lồ lao về phía Châu Vân, vẻ mặt đầy đắc ý và ngạo nghễ. Khương Ngụy đã đạt đến đế cấp ngũ trùng rồi hơn nữa còn học được hải kình cự lãng trưởng của hàng vạn năm trước một trưởng đánh bay trâu vân trâu vân căn bản không phải đối thủ của hắn lần này e là trâu vân xong đời rồi chắc khương ngụy sẽ phế trâu vân luôn quá Châu gia không có cao thủ tới giờ muốn cứu cũng không cứu được hắn chúng ta cũng nên tránh xa ra kẻo lại như bốn kẻ ngu ngốc kia le ve gần đó rồi dính trưởng đám người đứng quanh đó không ai là không chấn kinh vì thực lực của khương ngụy chỉ bốn người long kình thiên bàn tán rồi vội vàng tránh ra xa vẻ mặt khương ngụy lại càng thêm đắc ý chưởng lực sắp đánh xuống người châu vân trong mắt hắn là sự kinh hoàng tột cùng đúng lúc ấy thì chưởng lực đột nhiên biến mất không có bất cứ dấu hiệu nào giống như bị thứ gì đó đột nhiên nuốt mất vậy khương ngụy sững người châu vân sững người tất cả những người xung quanh cũng sững người cái này chuyện gì vậy một đệ tử trên đảo lắp bắp nói Khương Ngụy ngẩng lên nhìn mấy người Long Kình Thiên phía sau Châu Vân, ánh mắt lóe hàng quang. Là các ngươi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bọn Long Kình Thiên. Châu Vân cũng kinh ngạc, loạn choạng đứng dậy nhìn mấy người Lâm Tiêu. Vốn dĩ hắn tưởng là cao thủ của Châu gia mình, nhưng không ngờ lại là bọn Long Kình Thiên. Tiểu tử, coi như ngươi cũng không quá ngu. Long Kình Thiên không nói, cử vĩ thiên miêu nhìn Khương Ngụy chế dẻo. Khương Ngụy sắc mặt tối lại. Các ngươi dám chỏ mũi vào chuyện của Khương gia. Xem ra các ngươi chán sống rồi. Chỏ mũi vào chuyện Khương gia. Cửu vĩ thiên miêu cười khẩy. Tiểu tử, ngươi đang đánh rắm hay đang ăn cứt đấy hả? Toàn thân toàn mùi thung thủng. Sắc mặt Khương Ngụy tím lại. Đánh rắm. Ăn cứt. Khương gia là một trong tứ đại gia tộc trên băng xà đảo. Hơn nữa còn đứng đầu phụ thân hắn lại là gia chủ hiện nhiệm của Khương gia, nào đã từng có kẻ não sức sực như thế trước mặt hắn. Giờ lại có kẻ dám sỉ nhục hắn trước bao nhiêu người thế này. Thậm chí hắn còn nghe thấy có tiếng vì cười đâu đây. Các ngươi, muốn chết hả? Hai mắt Khương Ngụy dân tràn sát ý, cự kình phiên hải. Khương Ngụy gầm một tiếng, bay lên với khí thế bạo phát. Hai trưởng tung ra, chỉ thấy nước trong trời đất ngưng tụ, xung quanh tràn ngập toàn nước tạo thành một vùng biển bao la, bên trong là một con cự kình há mỏm lao về phía mấy người Long Kình Thiên. Sóng biển dân tràn, dường như muốn lật cả biển lên. Khương Ngụy đại nộ rồi, vừa rồi ra tay với Trâu Vân hắn cũng không có sát ý đến mức này. Người đi chết đi. Hai mắt Khương Ngụy đỏ quạt. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy cười khẩy, cũng không có hành động gì nhiều, chỉ tung một chưởng, một chưởng bình thản không có gì lạ, nhưng một luồng sức mạnh cường đại ập tới con cự kình, mặt biển cuồng bạo của Khương Ngụy giống như một tấm kính, vỡ tan thành từng mảnh. Những cột nước bắt lên, chấn lực mạnh mẽ khiến Khương Ngụy bay đi, cuối cùng rơi xuống mép lôi đài, máu tươi phun tung tóe. Ngươi, ngươi. Khương Ngụy kinh hoàng nhìn cửu vĩ thiên miêu, nhưng chưa nói hết thì lại hộc máu. Châu Vân và những người đứng xung quanh đều chấn kinh nhìn Khương Ngụy rồi hít vào một hơi khí lạnh vẻ mặt kinh hãi nhìn cửu vĩ thiên miêu. Khương Ngụy là đế cấp ngũ trùng cường giả, lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Vậy thì, thánh cấp. Châu Vân và những người khác đều nghĩ đến một từ, ánh mắt đại biến khi nhìn cửu vĩ thiên miêu. Chủ nhân, tiểu tử này xử lý thế nào? Cửu vĩ thiên miêu hỏi Long Kình Thiên. Chủ nhân. Bọn Châu Vũ kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Đúng lúc ấy, một tiếng quát đầy nộ khí vang lên các ngươi thật to gan, dám đã thương đệ tử Khương gia ta. Rồi một đạo trưởng ấn màu trắng khổng lồ phá không ập tới. Trưởng ấn này sáng loáng, hàng khí kinh người nó chưa đến nhưng không khí gần như bị đóng băng. Cửu vĩ thiên miêu thấy thế chỉ hừ một tiếng, một trưởng tung ra đỡ. Quỳnh! Trưởng ấn khổng lồ kia biến mất, hàng lưu xung quanh cuộn ngược trở lại, Châu vân và những người xung quanh đều thối lui. Một vài tiếng xé gió truyền tới, ba đạo thân ảnh đáp xuống lôi đài, cả ba đều mặc phục sức Khương Gia. Trưởng lão của Khương Gia. Châu Vân giật mình. Trưởng lão Khương Gia. Ba vị thánh cấp. Những người xung quanh lại lùi tránh ra xa hơn. Ba người tiến đến bên cạnh Khương Ngụy, thấy thương thế của hắn sắc mặt âm trầm như mặt nước. Lúc này, Khương Ngụy run rẩy đứng dậy, thấy ba người thì mừng rỡ rồi quay lại chỉ vào cửu vĩ thiên miêu à long kình thiên ba vị trưởng lão đến đúng lúc lắm giết chúng đi ba người quay lại nhìn bốn người long kình thiên tiểu tử các ngươi muốn chết đúng không lão giả gầy gò đứng giữa lạnh băng nhìn bọn long kình thiên trên băng xà đảo đã thương đệ tử khương gia dù là thánh cấp cường giả cũng phải chết vẻ mặt long kình thiên vẫn bình tình cửu vĩ thiên miêu cười khẩy vậy sao tử thiên long hoàng và lục dực tử phụng cũng đứng bên cạnh long kình thiên không nói gì. Lão giả gầy gò kia mắt lóe sát ý, đúng lúc ấy lại có hai thân ảnh đáp xuống. Châu Vân nhìn thì mừng rỡ. Nhị thúc, tứ trưởng lão. Hai người vừa đến là nhị thúc của hắn, Châu Bình và tứ trưởng lão, Châu Khang. Châu Bình gật đầu, nhìn Long Kình Thiên và ba trưởng lão Khương gia. Nhị thúc vừa rồi là mấy vị tiền bối đây ra tay cứu con. Châu Vân tiến lại nói. Vị đây là thánh cấp cường giả hắn chỉ cửu vĩ thiên miêu nói. Châu Bình khựng người, rồi cười. Ông quyền với cửu vĩ thiên miêu. Đa tạ huynh đệ đã ra tay. Cửu vĩ thiên miêu gật gật đầu. Châu Vân dường như sợ Châu Bình không biết thân phận của Long Kình Thiên nên nói rõ cho Châu Bình biết. Nghe xong Long Kình Thiên là chủ nhân của cửu vĩ thiên miêu thì cả Châu Bình và Châu Khang đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên đã khác đi. Châu Bình, kẻ này đã thương đệ tử Khương Gia, hy vọng trâu gia các ngươi đừng nhúng tay vào. Lão giả Khương gia lạnh lùng nói. Nếu không, ý tứ đe dọa của lão giả Khương gia đã quá rõ ràng. Long Kình Thiên cũng nhìn Châu Bình xem hắn đáp thế nào. Châu Bình nghe vậy. Quay lại cười khẩy. Khương vô yến, nếu không thì sao? Lẽ nào ngươi nghĩ Châu Gia ta sợ Khương Gia ngươi thật sao? Khương vô yến, tam trưởng lão Khương Gia, sắc mặt khương vô yến có chút khó coi dường như không ngờ trâu bình lại dám đập lại mình như vậy ngươi chỉ vì mấy kẻ này mà đắc tội khương gia trâu bình hậu quả nghiêm trọng ngươi suy nghĩ kỹ chưa trâu bình cười ha hả khương vô yến đúng là nực cười đắc tội khương gia ngươi trâu gia và khương gia quan hệ rất tốt sao hậu quả rất nghiêm trọng ngươi dọa được kẻ khác chứ không dọa được trâu bình ta đâu băng xà đảo trong tứ đại gia tộc trâu gia và khương gia quan hệ luôn luôn không tốt hai nhà vẫn thường xuyên mâu thuẫn vì thế chẳng thể nói đến đắc tội hay không đắc tội cũng chính vì thế khi biết khương thần muốn lấy mạnh đình đình thì trâu vân mới muốn quyết chiến với hắn khương vô yến và hai trưởng lão bên cạnh sắc mặt cũng rất khó coi vị huynh đệ đây không biết nên xưng hô thế nào trâu bình mặc kệ sắc mặt của khương vô yến quay lại khách khí hỏi long kình thiên long thần Long Kình Thiên nói. Long Thần. Châu Bình cười. Long Thần huynh đệ từ bên ngoài đến đúng không? Có chỗ dừng chân ở băng xà đảo này chưa? Nếu chưa thì mời đền Châu gia ta mấy ngày. Ngươi thấy sao? Long Kình Thiên trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Châu Bình và Châu Khang mừng rỡ, đưa tay mời. Khương Vô Yến trên lôi đài thấy Châu Bình và mấy người Long Kình Thiên bỏ đi, ai mắt lóe hàng quang, toàn thân toát hàng ý, tam trưởng lão, trâu gia rõ ràng không coi Khương gia ta ra gì. Giờ chúng ta, một trưởng lão bên cạnh Khương Vô Yến làm động tác chém. Khương Vô Yến sắc mặt tối lại, nói. Không vội, trâu gia trước nay đều chống đối chúng ta, sớm muộn gì chúng ta sẽ sang bằng chúng, nhưng không phải bây giờ. Hai trưởng lão Khương gia gật đầu. Trâu Vân, tên cậu tạp chủng. Ta nhất định sẽ tìm cơ hội đích thân giết ngươi. Khương Ngụy nhìn bóng lưng Châu Vân, hầm hè nói. Hắn bị cửu vĩ thiên miêu đã thương, mất mặt trước bao nhiêu đệ tử trên đạo, hắn chuyển nổi hận sang người Châu Vân. Nếu không phải vì Châu Vân thì hắn đâu có bị cửu vĩ thiên miêu đã thương, đâu bị mất mặt như vậy. Chúng ta đi thôi. Khương Vô Yến nói xong cùng Khương Ngụy và hai trưởng lão biến mất. Đệ tử ở xung quanh thấy mấy người Khương Vô Yến bỏ đi thì mới dám lại gần lôi đài không biết bốn người kia lai lịch thế nào. Thánh cấp cường giả lại gọi người thanh niên mặt hắc y kia là chủ nhân, hắn tên Long Thần à. Một số đệ tử bàn luận xôn xao. Thế lực khương gia trên băng xà đảo là lớn nhất, trước nay đệ tử rất bá đạo, không ít đệ tử các thế lực khác đều bị đệ tử khương gia ức hiếp. Giờ khương ngụy bị cửu vĩ thiên miêu đã thương, đương nhiên trong lòng họ thấy phấn khởi. Bốn người Long Kình Thiên được ba người trâu bình mời đến trâu gia trâu gia nằm ở phía nam thành diện tích rất lớn khi bọn long kình thiên đến gia chủ trâu gia trâu nhất phàm dẫn đầu các trưởng lão ra đón vô cùng khách khí và nhiệt tình trong đại sảnh trâu gia bốn người long kình thiên cùng trâu nhất phàm và các trưởng lão ngồi xuống không biết long thần huynh đệ lần này đến băng xà đảo có việc gì ngồi không bao lâu trâu nhất phàm hỏi long kình thiên cũng không giấu giếm, nói mục đích đến băng xà đảo lần này của mình biết Long Kình Thiên đến băng xà đảo để tìm ba loại linh dược kim giác thảo, mấy người trâu nhất phàm nhìn nhau. Trâu nhất phàm trầm ngâm nói. Long thần huynh đệ, ngươi muốn tìm ba loại linh dược này, ngoài kim giác thảo ra, hai loại kia trong dược khố của trâu gia ta đều có. Ta có thể tặng huynh đệ. Chỉ là kim giác thảo. Nói đến đây trâu nhất phàm ngừng lại. Long Kình Thiên nghe thế mừng rỡ, không ngờ trâu gia lại có hai loại linh dược kia, vậy là chỉ còn kim giác thảo nhìn thần sắc của trâu nhất phàm và các trưởng lão long kình thiên không kìm được hỏi trâu gia chủ có gì cứ nói long thần huynh đệ là thế này kim giác thảo chỉ ở thánh sơn mới có lúc này trâu bình nói thánh sơn ta nhớ là kim giác thảo mọc ở vô nhai sơn ở băng xà đảo mà tử thiên long hoàng nói mấy người trâu gia nghe thấy sắc mặt quái dị nhìn tử thiên long hoàng trâu nhất phàm cười tử thiên huynh đệ không biết thánh sơn trước đây có tên là vô nhai sơn nhưng đó cũng là chuyện mấy vạn năm trước rồi mấy vạn năm trước lúc này tử thiên long hoàng mới hiểu tại sao sắc mặt người trâu gia lại quái dị như vậy ba vạn năm trước vô nhai sơn đổi tên thành vô âm sơn nhưng mấy chục năm trước không biết vì sao vô âm sơn lại có biến dị sinh ra năng lượng quái dị sau khi nó xuất hiện đã sinh ra một loại thiên địa kỳ quả. Châu Nhất Phàm chậm rãi giải thích, "Thiên địa kỳ quả." Long Kình Thiên bất giác nhớ tới thánh quả mà những người trên đảo nhắc đến. "Đúng vậy, thiên địa kỳ quả, đế cấp cường giả ăn vào sẽ đột phá lên thánh cấp." Châu Nhất Phàm nói tiếp, "Đột phá thánh cấp." Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc, trong lịch sử thiên mang vị diện có không biết thiên tài dừng lại ở đế cấp, cả đời không thể đột phá thánh cấp nhưng chỉ cần ăn loại quả này là đột phá được cửu vĩ thiên miêu nghĩ như thế là nghịch thiên quá rồi tử thiên long hoàng và lục dực tử phụng cũng ngạc nhiên long kình thiên vẻ mặt bình tĩnh cũng chẳng có gì lạ hắn biết trong trời đất này có một số loại quả khi ăn vào đừng nói là thánh cấp ở vị diện người phàm ngay trực tiếp thành thiên tiên cũng không phải không thể cửu truyền kim đan của thái thượng lão quân càng lợi hại hơn mỗi viên dùng mấy vạn loại linh dược nghìn vạn năm để luyện chế trong mấy vạn năm mới thành uống vài viên là trực tiếp thành đại la kim tiên đúng thế loại thiên địa kỳ quả này bọn ta gọi là thánh quả trâu nhất phàm nói hơn nữa nó chỉ có tác dụng đối với đế cấp cường giả thánh cấp cường giả ăn chẳng có tác dụng gì chỉ có tác dụng với đế cấp cửu vĩ thiên miêu hỏi thế tôn cấp tôn cấp thì sao tôn cấp tông cấp tuy cũng có tác dụng nhưng không lớn như đế cấp trâu nhất phàm nói do sự xuất hiện của thánh quả mà vô âm sơn đổi tên thành thánh sơn hơn nữa rất nhiều thế lực ở băng xà đảo đều phái cường giả tọa thủ ở thánh sơn cách một khoảng thời gian mới khai khởi cho đệ tử các đệ tử vào thánh sơn tranh đoạt thánh quả long kình thiên nghe vậy gật gù thì ra là vậy nếu là vậy muốn lấy kim giác thảo thì phải đợi thánh sơn khai khởi mới được Lần tới Thánh Sơn mở là khi nào?" Long Kình Thiên hỏi. "Năm ngày sau." "Chỉ là..." Châu Nhất Phàm nói đến đây thì lưỡng lự một chút, sắc mặt khó xử. "Không phải ai cũng được vào Thánh Sơn, mỗi lần Châu gia ta chỉ được một người vào."